Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin đi và giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em Dân mới về. Một số những mẫu sản phẩm bên em Dân đã có. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một đăng ký kênh để kênh của em nó có thể trở nên lớn mạnh hơn cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Không để các bác chờ lâu nữa, em Dân xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm mới bên nhà em luôn nhé. Cái mã sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng nồi cơm Tiger. Cái này hơi bụi tí, đó mở ra này, trong lòng nồi của nó này các bác có thể nhìn đấy, cực kỳ là đẹp nhé. Đây là em cho dịch vào một tí nhé, đấy còn cực kỳ là ok đấy, test tiếp các thứ ok rồi, các bác chỉ việc về các bác nấu thôi. Con này thì dòng nồi này nồi dung tích 1,8 lít, chi tiết của nó đây, dung tích của nó là 1,8 lít nhé. Cái dòng này hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác nhé, thanh lý cho bác nồi cơm đấy, giá thì các bác rẻ giật mình luôn đấy, giá rẻ giật mình luôn. Con này nồi Tiger này, dòng này nồi Tiger hông nhá, hai bên viền này đấy, nói chung là còn đến tương đối còn rất là ok luôn. Thông số của nó đây, dòng này thì 100 điện 100 nhé, công suất 1400W đấy, công suất 1400W, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan này. Đó, nồi cơm này dung tích của nó là 1,8 lít có nhé, dung tích của nó là 1,8 lít, đây 1,8 lít này. Đó, điện đóm thì còn ok nhé, sử dụng ok đấy, sử dụng ok, nồi 1,8 lít đấy. Hàng này nói chung là vẫn còn rong riếc các thứ đây, như các bác có thể nhìn thấy đây, rong riếc các thứ đây, rong của nó này vẫn còn rất là ok luôn đấy. Hôm nay là em thanh lý rất là nhiều món nên là các bác thấy cái sản phẩm nào nó chưa ý thì các bác có thể tờ qua giúp em nhé. Các bác lên cho em mã này là mã nồi cơm 1 đấy, thôi lên đánh ký hiệu thì cho các bác đỡ mất mất công đánh dấu nhé. Các bác lên cho em mã này, mã Q1 con này 1,8 lít nhé, thanh lý cho bác với giá là 1.100.000 bao ship, nồi 1,8 lít luôn có nhé. Cái dòng này là nồi cơm 1,8 lít luôn đấy. Em sẽ giới thiệu xen kẽ một số những sản phẩm nồi cơm 1 lít nhưng mà tí nữa sẽ giới thiệu sau. Đó, đó là mã đầu tiên. Mã thứ hai đây, một con này là con Mitsubishi đấy, dây điện các thứ là vẫn còn rất là ok luôn đấy, Mitsu này, con này thì cũng còn rất là ok. Nút ở đây ấn cân con nồi nồi cắp nách cũng dung tích là 1,8 lít các nhé, cũng dung tích là 1,8 lít này, lòng nồi này, lòng nồi này giá rất là ok luôn nhé các nhé. Dòng này là nồi cơm cao tần nhé, nồi cơm cao tần, tất cả các con này thì doang tất cả đều rất là ok, doang dùng các thứ đều rất là ok cho chúng ta luôn. Các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi, không phải lo lắng hay là không phải phải phải, phải suy nghĩ gì cả. Hàng này thì dùng các bác dùng rất là yên tâm, hàng này các bác dùng rất là yên tâm nhé. Đó, con này cũng dung tích của nó là 1,8 lít luôn các bác nhé. Ahi này, tiết kiệm điện này đấy. Con này thì 1,8 lít này, điện 100 này, công suất là 1370W 20A đấy, hàng cũng là rất là ok. Con này nấu cơm các thứ còn rất là ok luôn, công suất thì cực kỳ ok, nấu cơm ăn cơm cực kỳ ngon, nấu cơm ăn cơm cực kỳ ngon. Dòng này là nồi cắp nách các nhé, dòng này là nồi cắp nách đấy, rất là ok luôn. Con này thì hơi bóng nước ở đây một chút nên là giá của nó cũng rất là mềm, hàng thì cũng rất là ok, tương đối đẹp đấy, đẹp luôn chứ không phải là tương đối luôn nhé. Viền viết các thứ này không móp méo, không móp méo này. Các bác lên cho em mã này, mã Q2. Các bác lên cho em mã này, mã Q2. Con này bên em đang bán với giá là 1.300.000, 1.300.000 đồng. Giá này các bác yên tâm luôn luôn là lúc nào cũng thế, giá ưu đãi luôn cho các bác luôn nhé. Đấy, giá mềm mà ưu đãi luôn nên là các bác yên tâm. Giá này là giá thanh lý rồi. Con này trước kia mà các bác mua không bao giờ dưới có cái giá dưới 1,5 triệu, em khẳng định với các bác luôn. Đấy, mà hàng thì lại đẹp như thế này. Mã thứ hai. Tiếp theo, một con. Một con nồi Mitsu tiếp. Con này Mitsu là không phải cắp nách mà Mitsu này có tay, có tay sách. Đấy. Dòng nồi này cũng là nồi cao tần, lít 8 nhé các bác nhé, lít 8 mà cái mức giá đây thì các bác yên tâm một điều, đó là siêu siêu rẻ.
Hàng này toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi hết. Cái dòng nồi cơm 1 lít 8 này thì thường thường nó là hàng nội địa Nhật luôn. Nó là hàng nội địa Nhật luôn nên là các bác có thể sử dụng, về sử dụng nó rất là ok. Đây, lắp vào thì rất là dễ dàng để vệ sinh. Lòng nồi của nó đây. Lòng nồi con này thì rất là dày dặn. Lòng nồi con này rất là dày dặn. Đấy. Đây, chi tiết nhé. Em quay chi tiết nhé, nên là các bác chịu khó để ý cho em nhé. Không đến lúc mà khi nhận hàng là chúng ta lại bổ là biết thế với lại ấy các thứ là nó rất là mang tiếng. Em giới thiệu rất là chi tiết nhé. Bên hai bên này của nó thì không móp méo này. Tại vì cái này của nó là cái này bằng ấy nhưng mà không móp méo. Hàng đẹp. Hàng đẹp luôn. Con này thì công suất của nó là 1220W. 1220W, dung tích của nó là 1 lít 8. Dung tích của nó là 1 lít 8 các nhé. 1220W dung tích lít 8. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Bên ngoài các thứ thì rất là ok luôn này. Đấy, bên trong lòng nồi thì rất là dày dặn. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy. Đó. Các bác lên cho em mã này là mã Q3. Q3 nhé, con này vẫn là 1 lít 8 nhé các bác nhé. Đấy, giá này là em cập nhật lại giá luôn và thanh lý cho các bác luôn nhé. Đấy, các bác thấy sản phẩm nào nó chưa ý thì các bác vui lòng các bác tời qua giúp em nhé. Tại vì một video em lên cũng rất là nhiều sản phẩm ấy. Đấy, Q3. Q3. Con này bên em đang bán với giá là 1.100.000. 1.100.000 đồng. Và bên em bao ship luôn cho các bác luôn nhé. Nên là các bác yên tâm, 1.100.000 đồng và bao ship luôn. Q3. Một con sản phẩm tiếp theo. Một con Yoshi. Con này thì bên hông của nó thì hơi móp móp một chút. Bên hông hơi móp móp một chút. Bác nào mà không ưa hình thức mà chỉ cần nấu cơm ăn ngon là được thì con này rất là ok này. Đấy. Hơi móp một chút. Hơi móp méo một chút. Con này thì công suất của nó là 1295W, sử dụng điện 100. Đấy, sử dụng điện 100. Hàng này của nó là hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Con này thì giá cực kỳ ưu đãi luôn. Con này bên em các bác lên cho em mã này, mã Q4. 900k, nồi lít 8 nhé. Nồi lít 8 mà em bán cực kỳ rẻ luôn, các bác yên tâm. Giá nhà em luôn luôn tốt. Đấy. Các bác lên cho em mã là mã Q4. Q4. 900k. Đấy. Q4 900.000 đồng. Còn Yoshi hơi móp một chút bên hông. Bác nào mà không ưa hình thức thì các bác có thể sử dụng được. Đấy, lòng nồi của nó vẫn còn rất là tương đối. Hàng này thì giòn giết các thứ là tất cả đều còn ngon nhé. Đấy, giòn giết các thứ đều còn ngon chứ không phải là giòn ấy đâu. Đấy. Phải giòn này còn ngon, phải giòn này không rách này thì nó mới nấu cơm ngon được. Đấy, nhiều khi các bác không để ý, người ta giới thiệu, người ta sẽ không giới thiệu cái giòn này. Tại vì làm sao, cái giòn này nó sẽ bị mất nên là người ta sẽ không giới thiệu. Và các bác nhận hàng các bác cũng không bao giờ người, các bác để ý đến cái giòn này. Đấy, các bác kiểm tra là kiểm tra cái giòn này này, nó chín cơm hay không là nó giò ở cái giòn này. Nên là các bác lưu ý mua nồi cơm thì chúng ta sẽ để ý cho em ở cái giòn này nhé. Đấy, tại vì nó quyết định cơm chín hay như nào là nó ở cái giòn này là chính thôi. Đấy, nên là các bác lưu ý một cái điều như thế. Đó, nhà em giới thiệu đến lúc nào cũng thế, giới thiệu chi tiết cho các bác luôn. Các bác lên xem mã này, mã Q4. Q4 900k. 900.000 đồng. Tiếp theo. Tiếp theo nhé. Một con cũng là Yoshi nữa. Con này thì hình thức của nó thì đã bị óp méo, không bị óp méo mấy, có mỗi một vết ở chỗ này nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu. Cái này nắn ra thoải mái. Đấy, cái này nắn ra thoải mái. Đấy, về trong lòng nồi này. Lòng nồi của nó này. Rất là ok luôn, nồi nước các thứ rất là ok. Hàng này con này cũng là thương hiệu của Yoshi. Con này công suất của nó cũng là 1295W, điện 100V. Điện 100V nhé. Và con này cũng là hàng nội địa Nhật, dung tích của nó cũng là 1 lít 8. Dung tích của nó cũng là 1 lít 8 nhé. Các bác lên cho em mã này là mã Q5. 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 Con này giá bên em bán với giá là 1 triệu đồng, 1.000k. 1 triệu đồng nhé.
Đấy, dòng nồi lít 8 nhá. Đây là nồi lít 8. Giá thì các bác yên tâm một điều đó là cực kỳ yêu thương luôn. Dòng này là nồi cao tần. Lít 8 này là nồi cao tần nhá. Đấy. Còn bác nào mà bảo là anh ấy thích dùng cái nồi cao tần áp suất cơ thì nhà em cũng có luôn. Đấy, cao tần áp suất đây. Dòng này là dòng cao tần áp suất. Đây. Đầu tiên xin giới thiệu cho các bác đó là một con cao tần áp suất này. Một bi. Một bi nhá. Doang thì các bác yên tâm một điều là em đã khẳng định rồi. Doang là còn ngon lành cho các bác luôn. Đấy, phải ngon xịn sò. Đấy, có bi, một bi này. Đấy. Dòng nồi áp suất thì lúc nào nó cũng phải có bi. Đấy, áp suất để các bác nấu cơm ăn thì vỉa hầm những thứ nó chín dừ hơn. Đấy. Con này thì lại dung tích của nó chỉ có 1 lít thôi. Đấy, nhà khoảng 4 5 người ăn, nhưng mà ví dụ người lớn thì thoải mái, con này cắm được, có thể cắm được 3 bát gạo. À, 3 bò. 3 bò gạo. Rất là ok nhé. Con này thì thương hiệu của Hitachi. Hitachi. Tình trạng nhé, tình trạng hai bên hông thì không bị bóp méo mấy đâu. Đấy. Con này thì dung tích 1 lít này. Điện là 100V, công suất 1400W. Đấy, đời 2017. Các bác lên cho em mã này là mã Q6. Q6. Dòng cao tần áp suất nhé các bác nhé. Cao tần áp suất, nồi này là nồi cao tần áp suất. 1 lít, dung tích 1 lít của Hitachi. Con này cũng có AI tiết kiệm điện nấu cơm ngon này. Đấy, về các bác sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Đấy, Q6. Q6. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 1 triệu đồng thôi. Đấy, có một số bác thể nào cũng thắc mắc là tại sao mà là nồi 1 lít mà lại đắt ngang ngửa với nồi 1 lít 8. Thì cái nồi 1 lít 8 kia thì nếu là nồi cao tần thôi, ví dụ các bác muốn hầm hay cái gì thì không hầm được. Thế nhưng mà cái nồi 1 lít nồi cao tần áp suất 1 lít này thì các bác có thể ví dụ hầm xương, ví dụ các bác hầm qua đêm cũng được. Đấy, các bác cắm lên xong các bác bật chế độ hẹn giờ các thứ để các bác hầm xương các thứ được. Còn cái kia, nồi kia là chỉ có nấu cơm thôi. Còn này, cái nồi này các bác có thể làm đa năng hơn, là các bác có thể hầm xương, hầm thịt, hầm rau củ quả được. Đấy, tại vì nó có áp suất nên là nó có thể hầm được. Còn nồi kia là chỉ cao tần chỉ nấu cơm thôi. Nồi này vừa nấu cơm vừa hầm được nên là giá của nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Đấy, đầu tiên là con này là con màu bạc. Đấy, giá 1 triệu đồng. Tiếp theo này. Một con cũng là Hitachi nữa, con này màu mận chín này. Màu mận chín này. Cũng là ấy nhá. Cao tần áp suất nhá. Giòn các thứ vẫn còn ngon lành nhá. Đấy, một bi này. Đấy, giới thiệu rất là chi tiết cho các bác luôn. Đấy, để các bác có thể tham khảo những mẫu này. Đây. Lòng nồi của nó đây. Đó. Về bên hông nhé. Con này cũng công suất 1400W, sử dụng nguồn điện nó cũng là 100. Đấy. À, con này thì dung tích 1 lít. Dung tích 1 lít. Hàng đẹp luôn, 2014. Con này ăn nấu cơm dòng nồi cao tần áp suất này, nấu cơm ăn cơm cực kỳ ngon luôn các nhé. Ăn cơm cực kỳ ngon luôn. Con này các bác lên cho em mã này, mã Q7. Q7 các bác nhé. Q7. Giá của nó là 950.000 đồng. Và cái này là bao ship rồi nhé. Và cái này bên nhà em bao ship cho các bác rồi luôn rồi. Đấy, Q7 950.000. Tiếp theo, cái dòng này thì bao điện, bao sử dụng cho các bác luôn, bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng. Nếu mà lỗi do bên em đổi mới cho các bác cái khác. Thực ra bổ 6 tháng thì bảo hành 1 năm cũng được, 2 năm cũng được, không sao cả đâu. Đấy, trừ khi các bác cắm nhầm điện thì em chịu, hoặc là con gì nó bò vào thì chịu. Lòng nồi này. Quên. Giòn này. Giòn tất cả đều kín đáo nhé, đều ngon lành. Các bác chú ý khi mua nồi cơm là các bác cứ phải để ý cho em cái giòn. Đầu tiên các bác phải để ý cho em cái giòn trước, còn mọi cái tính sau. Cái giòn này mà hở thì không có nấu cơm hay cái gì cả, không bao giờ ăn ra cái gì. Hitachi. Hồng này. Hàng này hàng đẹp rồi.
hàng anh em mà toàn hàng thừa thôi, toàn hàng thừa thôi đấy, đến 90 trên 90%, hàng này anh em đến trên 90%, không dám khẳng định 100% đấy. Con này cũng là 1400W, sử dụng điện 100, dung tích 1 lít đấy. Các bác lên cho em mã này, mã Q8. Q8. Con này bên em đang bán với giá là 900k. Đấy, 900 ngàn đồng. Các bác lên cho em mã Q8 nhé, 900 ngàn đồng. Một con tiếp theo. Cực kỳ đẹp luôn này. Hitachi. Bên hông con này hơi bị khuyết điểm một chút. Đấy. Con này thì đứt dây nhưng mà sẽ cho các bác cái ổ cắm. Sẽ cho các bác cái ổ cắm. Con này thì cũng 1100V, 1400W, dung tích 1 lít. Các bác lên cho em mã này là mã Q9. Q9. Mã Q9, con này bên em đang bán với giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng nhé, mã Q9 này. Hàng đẹp luôn nhé. Đây em xin vào giòn luôn, quên mất lại báo giá sớm quá. Chưa giới thiệu chi tiết gì cả. Con này thì còn rất là đẹp, giòn giếc các thứ rất là ok luôn này. Đấy, cũng là cao tần áp suất 1 bi này. Cũng là cao tần áp suất 1 bi này. Lòng nồi còn rất là ok này. Con này màu sắc của lòng nồi nó lại khác một chút. Một triệu đồng. 1 triệu đồng. Đó. Nồi cơm nhé, mã đầu tiên là mã nồi cơm. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng bếp từ. Bếp từ này thì là bếp từ hai bếp, hay là còn gọi là bếp từ đôi. Bếp từ đôi, con này bếp từ mỏng nhé. Dòng này là dòng bếp từ mỏng. Đấy, để các bác có thể sử dụng rất là tiện. Kích thước của cái con này, một chiều của nó là 56cm, một chiều của nó là 40, một chiều 56, một chiều là 40. Đấy, con này thì nó có hai bếp, một bếp của nó đường kính của một bếp của nó là 26cm. Đấy, hai vòng bán kính này 26cm. Thực ra các bác cũng để trầm ra ngoài cũng được, không việc gì cả. Một bên là 20cm, nói chung là một bếp bé to và một bếp bé. Con này thì dòng này thì đời của nó là đời 2019. Đời cực kỳ cao nha các bác nhé, bếp từ dòng này đời cực kỳ cao. Công suất 1400W, điện 100. Đấy, 15A, nhiệt độ lên 240 độ C. Đấy, series các thứ đầy đủ luôn. Hàng này thì vệ sinh sạch sẽ, test tiếc các thứ ok rồi. Các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Thương hiệu của nó là Easyorama. Thương hiệu của nó là Easyorama. Cái chỗ này đều bị xước kính một tí. Đấy, là không phải nói rõ luôn. Đấy, không mập mờ. Đấy, em là bị đấy, em là cái giấy này nó dán đúng về như này đấy, mình cũng không biết, thế là lột ra thì là khi mà nhận, nếu mà em đã biết cái xước này thì mình cũng không lấy, nhưng mà thôi nó chả việc gì cả. Em đã đun thử và nó rất là ok, đun thử sử dụng thử rồi, nhưng mà nhà em đang dùng bếp ga rồi nên là em lại không cần dùng đến bếp điện đấy, nên là thanh lý cho các bác. Con này thì đời rất là cao, đời hẳn đến 2019, nên là các bác yên tâm. Con này thì các bác lên xem mã này là mã quy mấy thôi nhỉ? Q9 rồi thì có lên cho em mã là mã Q10. Q10 bếp từ nhé. Q10. Bác nào mà không quan trọng cái hình thức, thực ra cái này nó chả ảnh hưởng gì đâu, nó cũng chả xấu. Đấy, nhưng mà cũng phải nói rõ luôn, thanh lý cho bác giá cực kỳ rẻ luôn, 1.800.000. Bao luôn ship nhé, 1.800.000 và bao luôn ship cho các bác. Mã bếp từ này. Mã bếp từ này. Hàng thì các bác yên tâm một điều đó là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn, nên là các bác cứ yên tâm. Về chỉ việc sử dụng thôi. Còn cái này nhé, nếu mà không phải rơi vỡ vào, em bảo hành cho bác luôn, không bao giờ sợ. Đấy, một năm bảo hành cho bác một năm luôn cái bếp từ này. Đấy,
Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái sản phẩm bếp từ đôi nữa. Con này thì lại màu trắng bạch công tử. Màu trắng gọi là bạch công tử. Kích thước của nó là 56 cm. Con kia là cảm ứng, con này cơ 40. Cũng một bếp 26 và một bếp 20. Đấy, con này thì bao cho các bác nhé. Em không test trên video nhưng bao cho các bác là sống. Em đã kiểm tra các thứ đun nước, đun từ các thứ thoải mái rồi. Nên là các bác yên tâm. Còn hai con thôi chứ không còn nhiều. Con này đời của nó cũng cực kỳ cao. Đời của nó là lên đến đời 2019 ấy. Đời của nó là đời 2019. Đó. Sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện 110, công suất cũng như con kia 1400W. Hai bên. Hai bên. Các bác lên cho em mã này là mã Q11. Q11. Q11 nhé. Con này bên em đang bán với giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng nhé. Và bao ship luôn cho các bác luôn. 2 triệu đồng bao ship. Bếp này thì đẹp, còn đẹp xịn sò luôn. Đấy, mặt các thứ này của nó rất là ok luôn. Hàng cũng rất là ok nhé. Màu trắng này thì lại dành cho bác nào sạch sẽ này. Đấy, mà vợ, ví dụ là bác nào mà vợ mà tính hơi ẩu ẩu tí là phải dùng những cái dòng bếp này. Thì nó hơi bẩn tí là phải lau. Màu trắng nó rất là nổi. Thế nhưng mà chúng ta sạch sẽ thì con này dùng rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp mà nó nổi luôn luôn cho cái bếp nhà chúng ta lên luôn. Hàng này thì dùng rất là ok luôn. Ví dụ là bí quá chúng ta có thể mang ra để chúng ta cắm ngồi ăn lẩu đấy được. Thoải mái. Thoải mái nhé. Đấy. Q11 2 triệu đồng. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng sản phẩm bếp ga này. Đấy, con bếp ga này là bếp ga mặt kính đâu nhé. Mặt này của nó là mặt kính này. Ở bên này thì nó có cái này là gạt này. Ở đây là ấn này. Đấy. Ấn, các bác ấn vào đây là xong này. Ấn vào đây này. Đấy, là nó sẽ bật ga này. Và các bác có thể chỉnh này. Ở đây thì các bác ví dụ mất điện, các bác có thể đặt nồi cơm lên để các bác nấu cơm trên này. Đấy, thì nó cũng có chế độ nấu cơm này. Thì các bác ấn vào đây để các bác nấu cơm. Đấy. Con này thì các bác có thể hẹn giờ này. 3 phút thì 10 phút này. 160-180 là độ nhiệt độ các thứ để các bác đun nấu hầm nhất này. Lò nướng này. Lò nướng đây thì các bác có thể hẹn giờ để các bác bật tắt nhé. Hẹn giờ để các bác tắt. Đấy, rất là tiện lợi các bác. Ví dụ các bác nướng, ví dụ các bác xác định là bổ ừ thì chắc tầm 30 phút nữa thì các bác chỉnh lên 30 phút, rất là tiện. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có một cái chống trẻ con ở dưới này. Ở dưới này cái đáy này nó có sẽ có cái gạt chống trẻ em này. Đấy, đây các bác có thể nhìn thấy này. Và đặc biệt nhé, đặc biệt khi các bác mua bếp ga thì em sẽ tặng kèm thêm cho các bác đó là một cái lưới chống chuột. Đấy, lưới chống chuột nhé. Tất cả các dòng bếp ga nhà em sẽ được tặng kèm cái lưới chống chuột này. Nhà em thì có cả bếp ga cơ, bếp ga mặt kính và bếp ga mặt men. Đấy, em sẽ giới thiệu bếp ga mặt kính trước rồi em sẽ giới thiệu cho các bác bếp ga mặt men sau nhé. Đó, một con này thì lưới chống chuột đây các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp. Đấy. Con nào em cũng có thể nếu mà bác nào yêu cầu thì em sẽ ấy nhé, còn không thì em cứ lắp. Bác nào ví dụ bổ là thôi anh không cần đâu, nhà anh chả có chuột. Đấy, lắp vào thì nó chả làm gì thì em sẽ không lắp. Đó. Hàng rất là đẹp này, các bác nhìn thấy lưới chống chuột như em lắp cho các bác là dòng lưới inox nên là các bác cũng không sợ bị ren gì. Đó. Đây là tặng kỷ niệm các bác luôn để cho chúng ta sử dụng cho nó lâu bền. Đấy, cũng thật sự ra là cũng theo một số những các bác góp ý. Đấy thì để em nhà em sẽ càng ngày càng rút kinh nghiệm để có thể có những cái sản phẩm tốt nhất đấy các bác. Đó. Con bếp ga này thì em xin đo cho các bác cái dòng kích thước của nó. Đây. Kích thước của nó con này là 59,5. Chiều ngang này của nó là 42. 42 có lò nướng nhé, có lò nướng, đây là khay pin. Khay này ở đây là khay pin. Hàng đẹp luôn, hai bếp cảm biến các thứ là test ok cho các bác luôn. Cảm biến này các bác là em sẽ test ok cho các bác luôn, mặt ngon lành. À đây, quên cái quan trọng nhất. Cái quan trọng. Cái lò nướng của nó này. Đấy, các bác có thể nhìn bên trong lò nướng. Còn cực kỳ ok luôn. Còn cực kỳ ok luôn. Đấy, hàng đúng như nhà em quảng cáo luôn nhé. Hàng đúng như nhà em quảng cáo luôn. Giá của nó bên nhà em đang bán, các bác lên cho em mã này là mã. Em sẽ lên mã con này nhé.
thực ra là cái hồng này nếu mà các bác cần thì em màu khác thì em vẫn có hàng, nhà em đang dọn chưa dọn xong, nhưng thôi em cứ lên mã để các bác ưng con nào thì các bác lấy con đấy luôn cho nó dễ. Các bác lên xem mã này là mã Q12 cho nó cùng cái dòng mã kia. Q12 con này bên em đang bán với giá là 2.400.000, 2.400.000 nhé, và bên em bao ship cho các bác nhé, luôn nhé. 2.400.000 bao ship cho các bác. Này lò nướng này, khay nướng này của nó đây. Đấy, các bác có thể để vào để các bác nướng thịt, nướng thà, nướng cá, nướng rau, à nướng các thứ rau củ quả. Đẹp luôn nhé. Đây là dựng lên bếp rồi. 2.400.000 đồng và bao ship. Một con tiếp theo này, giới thiệu luôn cho các bác cái con mặt men này. Giới thiệu luôn cho các bác cái con mặt men. Đây, con mặt men của nó thì nó sẽ như thế này. Cái này đặt như này mới đúng. Đó, con mặt men của nó đây. Thương hiệu của nó là thương hiệu của... À quên, con kia không, tí nữa em giới thiệu thương hiệu. Zinai. Con này là phím xoáy. Phím xoáy này. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Lò nướng này, khay lò nướng. Khay của nó này. Đấy, con này thì lại đơn giản hơn. Cái dòng này thì nó rất là đơn giản thôi mà rất là ok. Đó. Còn đây, trong lòng của nó này. Các bác yên tâm nhé, con này thì em chưa bịt lưới. Đấy, thế nhưng mà sẽ bịt tặng các bác một cái lưới chống chuột luôn ở đây. Sẽ tặng kèm thêm cho các bác một cái lưới chống chuột ở đây, nên là có yên tâm. Đây, còn đây là khi mà các bác chưa có lưới chống chuột này. Đấy, chưa có lưới chống chuột của nó thì nó sẽ như thế này. Đây, đằng dưới của nó đây. Rất là ok luôn, nó chỉ sợ là chuột nó vào nó cắn đứt một số cái dây này ra này. Đấy, nó cắn đứt những cái cảm biến này thì nó rất là mất công. Đấy, thì em sẽ bịt cho các bác dòng lưới chống chuột ở đây. Đấy, tất cả bếp này sẽ bịt lưới chống chuột nhé. Còn đây là lò nướng của nó này, các bác có thể nhìn thấy. Cực kỳ đẹp luôn. Lò nướng của nó cực kỳ đẹp, còn cực kỳ đẹp. Thương hiệu Zinai. Con này là mặt men nhé. Mặt men thì các bác, ví dụ các bác thích mặt men phím ấn hay phím xoáy thì nhà em đều có cả. Nhưng mà chưa lên mã cho các bác. Đấy, hàng đẹp luôn. Hàng này thì các bác yên tâm, đó là xịn sò rồi. Đấy, hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn. Các bác về, các bác chỉ việc là mang về và sử dụng thôi. Các bác lên cho em mã này là mã Q13. Q13 1.800.000 đồng bao ship. Q13, con này bán rất là nhiều luôn. Q13 nhé. Đấy, phím xoáy. Này, các bác về các bác chỉ việc lắp pin vào nhé. Bạn này là xong. Cảm biến các thứ còn rất là ngon. Nó các bác dùng các bác yên tâm. Đó là khi mà sự cố hay là cái gì là nó sẽ tự ngắt. Đấy. Nó có thể tiết kiệm ga đến 40% so với mức độ chúng ta đang sử dụng bình thường. Đấy, sử dụng bình thường. Cảm biến này. Đây này. Cái quan trọng của nó là cái này bằng không phải là bằng sắt nên là nó không thể dễ phèn gì được. Đấy, tất cả những cái cối này của nó này. Cối này của nó bằng gang này. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn, bên trên này bằng inox. Đấy. Nên là các bác có thể sử dụng rất là bền, các bác không bị lo hoen gì cái này được. Đấy. Cái này các bác không sợ bị hoen gì được và sử dụng rất là tốt, rất là xịn sò luôn. Các bác lên cho em mã này, mã Q13 nhé. Q13. Mặt men. Hàng đẹp luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Đây là khay pin này. Q13. Lò nướng các thứ rất là đẹp, rất là nét. Q13 nhé. Một con bếp ga tiếp theo này. À đây, đây là Tokyo Ga. Con nãy là tí nữa em sẽ giới thiệu con kia nó cùng thương hiệu của nó. Con này thương hiệu Tokyo Ga này. Con này thì nó là thuộc dòng VIP. Đấy, tại vì làm sao? Con này nó có hẹn giờ của bếp. Nó có hẹn giờ này. Đấy, nó có hẹn giờ. Đấy, của cái bếp. Đấy, có hẹn giờ của lò nướng. Đó, còn con bếp này thì không có. Đấy, bếp này là nó chỉ có hẹn giờ của nấu nướng thôi. Đấy, thì đây nó hẹn giờ này. Để các bác bật tắt bếp này. Ví dụ các bác bật sử dụng. Đấy, thì các bác sẽ sử dụng nó để hẹn giờ này. Cái dòng thương hiệu của Tokyo Ga này thì thường nó sẽ có cái hẹn giờ ở đây. Để nó hẹn giờ cái bếp này, ví dụ các bác hầm nó thì 5 phút nữa tắt thì các bác bật bếp lên, bật cái này lên và các bác hẹn đúng 5 phút. Nó số 5 là hết 5 phút là nó sẽ tự tắt. Đấy, ví dụ các bác luộc trứng hay là các bác cần đun cái gì mà
căn thời gian ấy thì chúng ta không cần nhớ, nó sẽ tự đến, đến thời gian nó sẽ tự tắt cho chúng ta, rất là ok luôn. Còn đây phụ kiện của nó sẽ nằm bên trong cái này. Đấy, các bác về chỉ cần lấy ra và các bác đặt lên là xong. Đấy. Lò nướng của nó nhé, còn cực kỳ ok này, lò nướng của nó còn cực kỳ ok này. Đó, khi các bác về các bác lắp dựng bếp lên này, lò nướng thì sạch sẽ nhé các bác nhé, lò nướng thì sạch sẽ, bếp ga thì có hẹn giờ luôn, có hẹn giờ của bếp đấy, nên là nó cũng sử dụng rất là ok luôn. Đấy, nó sử dụng rất ok luôn. Mặt thì là mặt kính, mặt kính màu bạc. Kích thước của con này thì là 59 cm, một chiều của nó là 42 42. Đấy, mặt kính nên là các bác lau dọn rất là sạch sẽ, lau dọn rất là sạch sẽ nhé. Đấy, có hẹn giờ của lò nướng này và có hẹn giờ của bếp này. Con này các bác lên cho em mã này, mã Q14. Con này thì giá nó sẽ phải nhỉnh hơn, tại vì làm sao, nó có cái hẹn giờ đây này, dòng này dòng VIP. Đấy, dòng này dòng VIP. Còn những cái dòng bình thường kia nó cũng là mặt kính, nó cũng có hẹn giờ nhưng nó chỉ có hẹn giờ của lò nướng thôi. Bác nào mà thích dùng full chức năng thì các bác có thể hẹn giờ bằng cái này. Các bác lên cho em mã này, mã Q14. Q14. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó là Q14, bên em đang bán mức giá đó là 2.600.000. 2.600.000 đồng và bao ship luôn nhé. Và bao ship tận nơi cho các bác luôn. Đấy, Q14, hàng này thì thương hiệu của nó là Tokyo Ga. Hàng nét nền nẹt luôn, hàng cực kỳ đẹp. Đấy, và bảo hành cho các bác thoải mái luôn. Con này thì vẫn tặng lưới chống chuột. Tất cả bếp ga nhà em đều tặng lưới chống chuột nhé. Tất cả bếp ga nhà em đều tặng lưới chống chuột cho các bác, nên là các bác yên tâm. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm, hàng thì bảo đảm cho các bác luôn. Hàng này thì bảo đảm cho các bác luôn. Đó. Bếp ga Q14. Một con bếp ga tiếp theo. Một con bếp ga tiếp theo. Một con Q15. Một con Q15 này. Đấy, con này thì cũng đầy đủ đồ nhé, tí nữa em sẽ lắp lên cho. Đấy, con này thì đây. Con này với con bếp ga Q12 nó giống nhau, thương hiệu của nó là Harman. Harman nhé. Đấy. Lò nướng của nó thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, dòng này cũng là dòng xịn sò luôn. Đấy. Đó. Rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Đấy, các bác chỉ việc về và các bác sử dụng. Đây. Đấy. Các bác lắp lên này. Các bác lắp lên này. Đó. Bếp ga. Mặt kính. Mặt kính nhé. 59,5 nhân với một chiều của nó là 42. 42. Có lò nướng đàng hoàng luôn. Có lò nướng đàng hoàng luôn nhé. Thương hiệu của nó là Harman. Harman. Và con này cũng có chỉnh ga các thứ rất ok này. Hẹn giờ của lò nướng và cái này là chỉnh chế độ nấu cơm các thứ, thì con bếp ga mặt kính nào nó cũng có chế độ như này. Đấy, dòng này thì toàn bộ đó là dòng VIP, nhưng mà con kia là VIP Pro. Đấy, con kia là VIP Pro. Đó. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy. Con bếp ga này thì các bác lên cho em mã của nó. Mã của nó là Q15. Q15. Q15 nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với giá là 2.400.000. Q15. Q15. 2.400.000. 2.400.000 đồng. Đấy, và bao ship cho các bác luôn. Và bao ship cho các bác luôn nhé. Đó, mã Q15, hàng thì đẹp luôn. Tất cả nói chung là em đã test thoải mái rồi, các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi nhé, không phần cần phải lo lắng gì cả. Đấy. Hàng này nhà em bảo hành cho bác 1 năm luôn, bao cho các bác, tặng kèm thêm cho bác là lưới chống chuột. Tặng kèm thêm cho bác là lưới chống chuột các bác nhé. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Này. Hàng mới luôn nhé các bác nhé. Hàng mới luôn này. Này. 6 món. 6 món các bác nhé. Đấy, bộ đắt hay bộ rẻ đều nhà em đều có cả. Thương hiệu con này thì là thương hiệu của Kasai Villa.
nó sẽ có cho chúng ta đó là 6 cái. Thì dòng này thì có thể đun được bếp ga, bếp từ, bếp điện hay bếp hồng ngoại thì đều đun được, đều đun được. Đầu tiên thì trong cái sản bộ sản phẩm này thì nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái chảo đều có nắp vung hết các bác nhé. Cái chảo này thì kích thước của nó luôn, thực ra nó ở trên cái thân này này, đây này, trên thân này này nó có ghi kích thước rồi, nhưng mà thôi em cứ đo lại cho các bác để cho các bác ấy, nó thực tế 25 này. Đấy. Độ sâu của nó này 7,8 cm. Dòng này thì là chảo của nó là chảo chống dính, viền của nó là viền inox. Đấy. Rất là chắc chắn luôn, các bác có thể cầm vào, các bác nhận hàng nhé. Cái dòng này các bác bao cho các bác là nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán luôn. Đấy, thương hiệu Kasai Villa. Đấy, thương hiệu Kasai Villa này. Rất là đẹp luôn. Kasai Villa này có nắp vung nhé. Có nắp vung. Đẹp xịn sò luôn. Đẹp xịn sò luôn. Đó. Nhà em thì đồ bếp, đồ nhà bếp, đồ gia dụng thì nhà em đều có cả. Nên các bác cứ yên tâm. Đấy. Con thứ hai đó là một con song. Con song này thì các bác nấu thì tuyệt vời luôn, nấu canh các thứ thì con này cũng 25 này. Đấy. Sâu của nó đây 14. Sâu của nó 14 này. Tất cả đều có vạch chia nước nhé. Tất cả đều có vạch chia nước luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Kasai Villa. Kasai Villa. Hàng xịn sò luôn. Đó. Khi các bác nhận hàng nhé là còn nguyên hộp nhé. Là còn nguyên hộp hàng này mới xịn sò luôn. Con thứ ba đó là một con song nhỡ này. Nắp vung này. Đáy song hàng đẹp. Con này thì bên trên là inox. Con này là đáy chín đáy này. Nồi chín đáy này. Đấy, bên trên là inox, bên dưới là hợp kim. Nó trộn thêm hợp kim nữa để làm sao mà hút. Con này thì các bác đun lên nhiệt, bén nhiệt rất là nhanh. Nên là các bác yên tâm. Thương hiệu của Kasai Villa nhé. Kích thước của nó này 21 cm. Chiều sâu con này là 12. Quái sắc này, Kasai Villa này. Có vạch chia nước, có thứ đàng hoàng luôn. Đó, xong nhỡ này. Tí nữa em sẽ báo giá xong nhé, em giới thiệu hết xong của nó thì em báo giá nhé. Một cái xong cục, xong này, xong nhỡ nữa này, xong con này. Con này không con đâu, bác rang thịt các thứ, nấu luộc rau rất là tiện. Mà dòng inox này nó sạch sẽ quá nhé. Dòng inox này nó sạch sẽ. 19 cm. Sâu của nó là 10,7 cm. Tất cả đều vung viết các thứ đều rất ok luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Kasai Villa. Thương hiệu của nó đều là thương hiệu của Kasai Villa. Hàng chất lượng luôn nhé. Các bác đặt hàng bên nhà em, các bác yên tâm một điều là nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước rồi mới phải thanh toán. Em xin lỗi. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé. Xin lỗi các bác nhé. Một con song tiếp theo. Một con song con này. Con này thì kích thước của nó đây 10 cm này. Đấy. Tất cả những các bác về các bác thử nam châm đây cho em thoải mái luôn. Bên trên này nhé, từ bên trên này hất lên nhé. Còn bên dưới này nó có hợp kim thêm. Đấy, tại vì nó là chín đáy này, nó sẽ có đáy inox, hai lớp inox hai bên này. Còn bên giữa nó sẽ trộn những cái hợp kim và ấy để cho nó hút nhiệt lên, nhiệt nhanh, đun rất là sướng luôn. Nhà em đang trải nghiệm. Và cuối cùng, con này thì các bác có thể rất là đa năng, gọi là xong máy bột cũng được. Và cái này các bác nấu đun cháo cho các bé hay là thứ rất là tiện, hoặc các bác nấu nướng cái thứ cũng rất là ok. Dòng Kasai Villa, kích thước của nó con này cũng là 17, sâu của nó là 10. Đó, sâu là 10. Chọn một bộ nồi như thế này, chọn một bộ nồi này Kasai Villa 6 món này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 món nồi chín đấy. Đun bếp ga, bếp từ thoải mái luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Giá của nó bên nhà em đang bán với giá chỉ có 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. 1 triệu này. Và bao ship cho bác luôn. 1 triệu đồng và bao ship nhé. Hàng đẹp, giá xịn sò và giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Nên là các bác yên tâm. Hàng đẹp, giá rẻ luôn. Hàng đẹp và giá rẻ luôn nhé. Nên là các bác yên tâm. Hàng nhà em thì các bác đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán luôn. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo. Phui thùng luôn cho các bác một cái bộ nồi.
cùi thùng luôn cho bác một cái bộ nồi nhé. Bộ nồi này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Le Beng Lang. Đấy, Le Beng Lang. Hàng của thương hiệu Germany của Đức này. Bên trong này có nó có kích thước của nó này. Nó sẽ có cho chúng ta đó là 1 2 3 4 5 6 món. Đầu tiên đó là một cái xoong to này, cái chảo này. Các loại xoong này 24, 20, 18, 16 này. Con xoong to nhất là 24. 24. Con này là chảo. Chảo 24. Đấy. Chảo và xoong, chảo 24 và xoong 24. Con này là xoong với bột. Đây, em sẽ đi vào chi tiết của nó. Đấy. Đầu tiên thì là Le Beng Lang đấy con này. Đấy, nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là một cái vung này. Tí nữa em sẽ lên để ra bên hông này nhá, rồi đặt lên cho các bác luôn. Vung này. Vung này. Đấy, khi các bác nhận hàng, đặt hàng thì các bác nhận hàng phải kiểm tra thoải mái nhé. Rồi các bác phải thanh toán. Xong to này. Xong to này. Vung của nó này. Chảo này. Cũng vung của nó luôn này. Đấy. Chảo vân đá luôn nhé. Giới thiệu luôn cho các bác luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu Le Beng Lang này. Đấy, hàng của Đức. Chảo này, xoong này, rất là chắc chắn luôn, rất là xịn xò luôn, thương hiệu Le Beng Lang này. Đó, hai món này, một cái xoong xoong con này, một cái xoong con này. Hàng thì các bác yên tâm nhé, đúng như nhà em quảng cáo trên video như nào thì khi các bác nhận hàng nó đúng như thế. Cũng có một cái xoong ngoái bột này, cũng có một xoong ngoái bột này, vùng đây đó, một cái xoong nhỡ này. Hàng này là hàng mới luôn nhé, hàng này là hàng mới luôn. Khi các bác nhận hàng nhé thì đúng như nhà em quảng cáo trên video này luôn nhé, đúng như quảng cáo trên video này luôn đó. Một bộ nồi 6 món. Cái bộ nồi này thì là bộ nồi 5 đáy. Cái dòng bộ nồi này là bộ nồi 5 đáy đấy. 5 đáy này. Hàng đẹp luôn, thương hiệu của nó là thương hiệu của Le Beng Lang. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi luôn. Giá của nó bên nhà em đang bán với cái mức giá một bộ này là 700.000 đồng. 700k và nhà em bao ship. 700k và nhà em bao ship cho bác luôn nhé. 700k bao ship luôn cho bác, 700.000 đồng bao ship luôn. Hàng này các bác yên tâm, nó là đẹp xịn sò đấy, và giá yên tâm, các bác yên tâm luôn, đó là đang là giá tốt nhất thị trường luôn cho các bác luôn. Đang nhà em đang là giá tốt cho các bác đấy, nên là các bác yên tâm chỉ việc lấy về và sử dụng thôi, không phải lo lắng gì cả đấy, không phải lo lắng gì cả nhé. Bộ nồi Le Beng Lang 700k bao ship, bộ nồi Đức 5 đáy đó. Các bạn đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đó, thì vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu tới các bác anh chị một số những mẫu, một số những dòng sản phẩm bên nhà em. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.